Mình cảm thấy là mình đã sống trong cái ngành này mười mấy năm rồi, đến bây giờ mà có một cái sản phẩm mà mới cái giá bình dân như Đúng vậy. rồi, mình thấy cái giá của cái máy mà máy ion kiềm á, thật sự nghe rất rất là sốc luôn Cái này thì em nghĩ chắc anh cũng tìm hiểu lâu rồi đúng á. À đúng rồi, lúc đầu mình tính chọn cái máy lọc nước nano á, Ecota 8 Ecota 8. á, nhưng mà cái Ecota 8 lại không có ion, Đúng rồi. tại vì ở nhà có bé nhỏ thì thật sự lúc mà cái chức năng ion của mình không cần thiết. Đúng rồi, Bé nhỏ thì nó bé không bé sử nhỏ dụng tới chưa chưa là cần. cái khoáng không cần ion, nhưng mà mình dự phòng sau này thôi, sau này dùng mình cần Đằng nào ion mình mình cần cũng mua khoáng mà, thì mình đúng sẽ chọn chọn thôi, nó tùy chọn thôi. Thì không? mình có thể những chức năng là mình chọn là chức năng lọc nước bình thường không khoáng không ion, hoặc chức năng có ion, thì cái này cái máy này rất phù hợp. Vâng, đúng rồi ạ. Nó có một chức năng là tạo ra nước giống như là nó giống như cái nước máy của mình, nhưng mà nó lọc đi các cái tạp chất và nó khử đi clo, nó khử đi kim loại nặng, nó khử đi virus vi khuẩn là mình uống trực tiếp. Đó, nó có một chức năng như vậy. Sau đó nó có chức năng tạo ra nước axit này. Nó có ba chức năng, bốn chế độ nước kiềm là kiềm 1, kiềm 2, kiềm 3, ion 1, ion 2, ion 3 và ion 4 đấy. Thì như vậy thì mà cũng không mắc thêm bao nhiêu Đúng tiền. rồi, đúng rồi, chi phí rất phù Mà cái chi phí thay lõi nó cũng chỉ hợp. như cái Ecota 8 thôi. Dạ. Đó, nó là một cái phiên bản sau, và thật sự khi mà làm được cái máy này thì tụi em cũng cảm thấy là chưa biết sản lượng ra bao nhiêu, nhưng mà thực sự mình cảm thấy là mình đã sống trong cái ngành này mười mấy năm rồi, đến bây giờ mà có một cái sản phẩm mà mới cái giá bình dân như vậy. Đúng rồi, mình thấy cái giá của cái máy mà máy ion kiềm á, thật sự nghe rất rất là sốc luôn Và nó cũng điện phân luôn, á. Đúng rồi, nó có điện cực luôn chứ không phải vì là ưu dùng tiên của mình lõi. không phải là ưu tiên cái điện phân, không ưu tiên cái ion, ưu tiên là lọc nước bình thường thôi để thay thay thế những bình như thế này. Vâng ạ. Nhưng bởi vì thấy cái chức năng phua, chức năng là nước nước tinh khiết bình thường Nước bình là đã thường. ok, còn ion là tùy chọn thêm lúc lúc nào mình cần ion đó mình bắt đầu ion thôi. Kể cả cái nó có chế độ nước axit mà mình để rửa mặt đấy, Rồi. tẩy trang này cũng rất là thích. À. Thế mà lại không về quê, cuối cùng rảnh rảnh lên mạng coi coi phân vân các loại máy lọc nước, cuối cùng mình lại chọn Ecota, mình lại đặt thôi. Lúc đặt thì không có biết là ngày nào lắp hết trơn. Không biết ngày nào đó trời. Anh đặt lâu chưa? Mới đặt thời mùng 4 á, số chị chiều tối mùng 4 Em cảm ơn anh. Nhưng mà anh nhìn thấy cái máy này là từ cái từ từ đâu? là từ trên mạng. Nhưng Lúc mà lúc mình tìm hiểu ví dụ các loại máy lọc nước RO, máy lọc nước nano hay máy lọc nước ion kiềm này kia, thử cùng mình lại chọn Ecota này. Lúc đầu là chọn Ecota 8 kìa, lúc đó máy Rồi máy anh đó đọc phù hợp. mấy cái bài viết đúng không? Đúng rồi, Từ website đúng không? đúng rồi. Vâng ạ. Nói chung là ai mà đã tìm đến nano thì có thể nói rằng bên Vân ấy là một trong những bên mà đầu tiên ở Việt Nam làm nano. Có thể nói là đầu tiên, tại vì bên em làm bây giờ là 14 15 năm rồi. Là chuyên dòng nano, và máy kiềm thì em cũng làm được khoảng 5 6 năm, nhưng mà anh biết là cách đây tầm khoảng 2 năm đi, hoặc 1 năm đi, là máy kiềm bèo bèo phải mà có điện phân mà của Đúng Nhật rồi, thì 20 triệu đến 50 đúng triệu. rồi, tính trên 20 triệu mới có Và máy ngay ion cả kiềm. sáng nay cũng thế, tại vì là khách hàng thì sản phẩm trên thị trường thì bên Vân cũng không thể nào bao chân hết thị trường được, bởi vì có những hãng sản xuất máy này máy kia. Thì ngay cả sáng nay em cũng bán ba cái máy là hơn 100 triệu. Anh ấy mua cho nhà anh ấy này, mua cho nhà bố mẹ vợ này, mua cho nhà bố mẹ đẻ này, À là anh đặt một cái ba máy ở trên Mê Linh. Thì khi mà bạn ấy đặt ba máy ở trên Mê Linh như vậy mà hàng Nhật là hơn 100 triệu rồi. Buổi sáng nay vừa mới khai xuân xong. Nhưng mà là tùy thôi, tại vì là sao, tại vì mỗi người giống như kiểu phương tiện xe cộ ấy, cùng là cái xe hơi nhưng có cái tỷ 2 tỷ, có cái đến mấy chục tỷ ví dụ vậy, thì là do mọi người đặt thôi, Tính chứ còn tính năng thì nó cũng không người khác nhau nhiều đâu. như Nó tất nhiên là nó khác nhau về thiết kế này, rồi nó khác nhau về thương hiệu này, rồi một số linh kiện nó cũng những cái máy đắt tiền thì nó sẽ bền hơn, nhưng mà nhiều khi vẫn cứ nói vui với mọi người là anh cứ đặt đi 5 cái này đi, chưa bằng cái đấy. Năm cái đúng này thì mới 50 triệu, có cái đấy có cái 70 triệu, nhưng mà anh không thể nào mà anh dùng 5 cái này mà lâu hỏng hơn cái đó được. rồi. Cái đó Thật cũng sự chỉ nhu tầm cầu 10 hiện năm tại là là hỏng cũng à. không tới nhu cầu mà để 10 20 năm. ion kiềm hay là khoáng trên, mà nước lọc bình thường thôi. Nhưng anh Bé cũng bé bình thường, bé sơ sinh thì nó đâu có dùng tới nước khoáng đâu. đúng rồi, nhưng mà mình xài. Nhưng mà để dự phòng sau này thôi, sau này Nhưng mà anh cứ thử đi nha. cũng Anh cứ thử đi, anh sẽ thấy nó có nhiều cái trải nghiệm được. hay lắm. 70 triệu là không phải ai Không cũng mua có được. tầm giá này, đúng 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 là ví dụ mình có nhu cầu hay không có nhu cầu, nhưng mà người bình dân như mình á thì mình thấy rất phù hợp. Ai cũng có thể mua được. Với lại là nhiều khi mua sắm nó là một sự lựa chọn thông minh đấy. Tại vì bây giờ mọi người hay mua, và ví dụ như là cái kia xài được 20 năm đi, cái này chỉ cần 5 đến 7 năm, 10 năm đi là mình đã cảm Đúng thấy rồi, happy rồi. đúng Mình thay cái mới. rồi. Đó, kiểu vậy đấy. Thì nó là như vậy. Chứ còn bản thân em bán những cái tầm 5-70 triệu cũng không là nào dám hứa với khách là dùng được 50 năm cả. Người ta chỉ nói là cái bộ điện phân của nó tầm khoảng 12 năm vẫn xài tốt, rồi 20 năm vẫn xài tốt, chứ cũng không ai nói cả cái máy. Tại vì cái máy nó còn vòi này, còn nhiều thứ lắm. Thế còn đương nhiên là lõi lọc thì mình thay thường xuyên rồi.